các bạn ạ, bên mình là chuyên sản xuất phụ kiện giàn giáo các bạn nhé. Anh em làm giàn giáo trên toàn quốc mà đang cần những cái phụ kiện như thế, cái u hoa thị, cái chốt nêm và vòng đai chống xé thì gọi cho mình ship cho anh em làm nhé. Bên mình chuyên sản xuất phụ kiện anh em nhé. Đây là cái u hoa thị này các bạn, anh em đang thiếu cái này thì gọi cho mình nhé. Bên mình có dày 2 ly dưới 3 ly nhé, đủ các loại thông số cho anh em lựa chọn nhé. Anh em về chỉ việc hàn vào tip thôi, hàn vào cột này. Nếu các bạn mà đang có nhu cầu làm giàn giáo, đang có ý định làm giàn giáo mà đang thiếu những cái phụ kiện giáo nêm như thể u hoa thị, chốt nêm, vòng chống xé thì gọi cho mình số Zalo mình để trên góc màn hình đấy anh em nhé.